Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức đến từ các huyện, thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị lần thứ 31 chuyên đề khóa 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Ban tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định về việc chỉ định 4 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bắc Mê, Trương Trung Sơn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, Nguyễn Đức Thủy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê, Dương Thị Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Cường, huyện Bắc Mê. Hội nghị cũng đã chỉ định bầu đồng chí Nguyễn Thị Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện vào Ban thường vụ huyện ủy, bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đối với đồng chí Lê Đỗ Bình, Chánh thanh tra huyện. Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Xuyên vừa tổ chức hội nghị phổ biến ý định, công bố quyết tâm trong luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Vị Xuyên nhấn mạnh, các ngành và các thành viên ban tổ chức diễn tập cần làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm diễn tập diễn ra an toàn, đảm bảo công tác quản lý, bảo mật tài liệu, coi việc diễn tập là nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan đơn vị chủ động thành lập khung tập, xây dựng hệ thống văn kiện và tổ chức luyện tập, đảm bảo sát ý định luyện tập, quyết tâm tác chiến phòng thủ và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, xây dựng lịch luyện tập cụ thể, bám sát với các quy định, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo đúng yêu cầu mục đích và an toàn. Làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong quá trình diễn tập. Vừa qua, đoàn công tác của huyện Xín Mần đã sang thăm và làm việc với huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai huyện đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách. Việc hai huyện giáp danh thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm sẽ tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tăng cường công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp danh, giao lưu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là kết nối về phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Huyện Quản Bạ vừa tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 với sự tham gia của 13 đội thi đến từ 13 xã thị trấn toàn huyện. Nội dung thi tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách dân tộc, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Qua hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức về lĩnh vực công tác dân tộc, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn huyện Quản Bạ. Ngày 1 tháng 8, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã kiểm tra công tác xây dựng công trình cổng chào vào trung tâm huyện. Công trình được khởi công từ ngày 17 tháng 7, sau hơn nửa tháng thi công, đã hoàn thiện xong phần móng và trụ cột. Qua kiểm tra thực tế tại công trình, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã biểu dương những cố gắng mà các đơn vị thi công tích cực triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra, để công trình đảm bảo thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp diễn ra lễ hội Tam Giác Mạch. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đúng thời gian đã cam kết và đảm bảo chất lượng theo quy định. Đường Hạnh Phúc với tổng chiều dài là 185 km, được khởi công từ tháng 9 năm 1959 và đến tháng 3 năm 1965 mới hoàn thành. 65 năm qua, những cựu chiến binh xung phong ngày ấy, người còn, người mất, nhưng với họ quãng thời gian tham gia mở đường hạnh phúc mãi là những năm tháng không bao giờ quên. Trong đó có nhiều người hiện vẫn đang sinh sống tại thành phố Hà Giang. Từng bước chân chậm rãi, ông Hoàng Vương Điếp bồi hồi ngắm nhìn những vách đá treo leo, nơi mà 65 năm trước, chính bản thân mình đã tay búa tay xả beng phá đá mở đường. Bằng tay hết. Không có máy móc gì cả, nhiều anh chị em chúng tôi cố gắng nhiều lắm. Có chị là được bầu là kiện tướng phá đá. Đứng trên con đường hạnh phúc, dưới vách đá ngày ấy, nên những ký ức hào hùng năm đó lại trở về với những cựu thanh niên xung phong này. Ông Lãi nhớ mãi ngày đó phải buộc dây vào người, đu mình trên vách đá để đục từng thớ đá, đục từng lỗ mìn, khoét đá, khoan phá đá để mở từng cm đường. Thành lập một cái đội cảm tử, tức là trong nó có 12 đồng chí. Sáng nào thì có các anh đi làm nhiệm vụ, thì đơn vị tổ chức như vậy là mặc niệm, buổi sáng ra làm mặc niệm ngay ở đơn vị.
Khó khăn chồng chất, thiếu thốn đủ bề, nhưng với khí thế sục sôi của tuổi trẻ, hàng ngàn thanh niên xung phong tham gia mở đường hạnh phúc đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, quyết bám núi, bám đá, hăng say lao động để hoàn thành nhiệm vụ. Hồi đó làm ý, chỉ có là mở đủ đường xe đi thôi, thiếu gạo, phải ăn 3 tháng cơm nếp, không ăn nổi, nhưng cũng phải ăn. Khắc phục khó khăn thôi, vì vừa làm vừa phải cho nó an toàn lao động thì vừa phải cẩn thận tay búa tay tròn rồi mình vần đá xuống vực ấy phải hết sức cẩn thận. Đi qua những năm tháng khó khăn gian khổ, những chàng trai cô gái năm xưa đã lên ông, lên bà, lên cụ. Nay họ trở lại đây để được sống lại những ngày khó khăn nhưng hết sức hào hùng của một thời trai trẻ đã cống hiến hết mình để mang lại sự đổi thay cho đồng bào dẻo cao. Ăn thiếu, thì mặc quần áo cũng thiếu. Nói chung là thiếu một thứ mà phải nói rằng lán trại thì công trường thì các đồng chí biết ấy, toàn là tre nứa lá thôi. Phải ăn uống cũng thiếu thốn nhưng mà anh em cũng quyết tâm đã cố gắng hoàn thành bám núi bám rừng để mà làm hoàn thành con đường này. 65 năm đã trôi qua, con đường hạnh phúc ngày đó đã mở rộng hơn, đẹp hơn. Hàng ngày, từng đoàn xe tấp nập ngược xuôi đã mang ánh sáng, văn hóa, hạnh phúc để làm giàu cho mảnh đất đầy đá, nơi biên cương cực bắc của Tổ quốc. Ngày 1 tháng 8, huyện ủy Yên Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan khối nội chính huyện Yên Minh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, các vụ việc phức tạp kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện, chất lượng được nâng lên, quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang vừa tổ chức hội nghị thống nhất số liệu kết quả rà soát xây dựng bản đồ loại rừng theo quy hoạch tỉnh Hà Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, diện tích rừng quy hoạch của thành phố là trên 10.035 ha, trong đó quy hoạch rừng phòng hộ là trên 2.669 ha, quy hoạch rừng đặc dụng là trên 2.154 ha, quy hoạch rừng sản xuất là trên 5.181 ha. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các ngành liên quan tiếp tục rà soát, chỉnh sửa số liệu, cung cấp bản đồ để đối chiếu với thực tế, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất lâm nghiệp theo văn bản 568 cho thành phố Hà Giang, đảm bảo phù hợp với hiện trạng quy hoạch sử dụng đất. Ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc tổ chức đánh giá tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 7 tháng năm 2024. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện được giao là trên 359,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn đã giải ngân gần 140 tỷ đồng, đạt 38,77% kế hoạch. Trên cơ sở đó, lãnh đạo huyện Mèo Vạc yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khi có khối lượng hoàn thành tiến hành nghiệm thu thanh toán để giải ngân nguồn vốn, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thi công, giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Là một trong những xã được hưởng lợi từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên đã huy động cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện. Hiện tại các dự án của 3 chương trình đang được khẩn trương hoàn thành, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Xác định được lợi ích và tầm quan trọng của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đối với người dân, xã Bạch Ngọc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, người dân cũng đã dần nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Được 38 hộ là được nhận tiết nước, còn 13 hộ là được 3 chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ để mua trâu sinh sản. Hiện tại là trâu sinh sản mới phát triển bình thường. Hộ nghèo là nhà nước hỗ trợ, trâu là
54 triệu là mua được 3 con cho em với xong là em phải chăm sóc cho trâu nó phải có tương lai. Đến nay, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên được giao kế hoạch vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là trên 6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn năm 2022-2023 chuyển sang là trên 1,8 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân số tiền gần 255 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư, đạt 4,18% kế hoạch giao. Trên tinh thần hết sức khẩn trương, đảm bảo hết sức thận trọng, đúng các quy định của pháp luật, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đang tập trung xây dựng phương án, đẩy nhanh công tác thi công các công trình dự án, hoàn thiện tiến độ để khẩn trương giải ngân, đảm bảo theo đúng kế hoạch của huyện giao. Với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền cùng với sự vào cuộc của người dân, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên sẽ tập trung nỗ lực giải ngân nguồn vốn nói riêng, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, đảm bảo tiến độ, thời gian và đúng quy định, góp phần làm thay đổi tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 năm 2021-2025, Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các hộ được hỗ trợ làm nhà phải thực hiện đúng 3 tiêu chí: nền cứng, khung tường cứng và mái cứng, nhằm thay thế nhà sàn gỗ truyền thống bằng nhà sàn bê tông. Bắt đầu đào móng không buộc sắt lên ấy, thì trồng cột lên là em nuôi thợ là có 8 đến 10 người. Quá trình làm thì trong vòng tầm khoảng 15 đến 20 ngày là xong cái nhà, là được phần khung để giao cho gia đình. Hiện nay nhiều hộ dân trong thôn đã chuyển hướng làm nhà sàn bằng bê tông cốt thép thay thế cho nhà sàn bằng gỗ để đảm bảo tính bền vững cũng như thay thế vật liệu làm nhà. Đến nay toàn thôn 7, Lùng Tháng, xã Nam Sơn đã triển khai xây dựng được 16 ngôi nhà theo 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Hôm nay đã làm được 16 nhà. Dự kiến là giai đoạn 2 sẽ là tiếp tục cho các hộ đăng ký làm nhà ở theo xã triển khai. Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn đã có những giải pháp định hướng cụ thể để các hộ được hỗ trợ làm nhà ở trên địa bàn xã, thực hiện đúng tiêu chí đề ra nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân. Nhờ đó, đến nay, xã Nam Sơn đã có khoảng 20% số hộ có nhà sàn bê tông. Riêng tại thôn 7 Lùng Thàng đã có gần 40 hộ. Định hướng trong năm tới thì sẽ triển khai tiếp những cái nhà bê tông để cho các hộ làm nhà bê tông, để cho đảm bảo về chắc chắn về kết cấu, về mái cứng, khung cứng và nền cứng. Những ngôi nhà sàn bê tông cốt thép khang trang đang dần thay thế nhà sàn gỗ, song về cơ bản vẫn giữ được vóc dáng, nét đặc trưng của nhà sàn truyền thống, đặc biệt phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở, giúp người dân có cuộc sống chất lượng ổn định hơn. Vừa qua, lãnh đạo hội làm vườn tỉnh đã thăm mô hình trồng nho hạ đen của hộ gia đình Hoàng Văn Trâm, thôn Trung, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình. Tổng diện tích vườn là 1.400 m2 với 500 cây nho mới thu hoạch xong vụ đầu tiên. Sản lượng thu hoạch được trên 700 kg quả, giá bán dao động khoảng 120 đến 130.000 đồng 1 kg. Vụ đầu thu hoạch gần 100 triệu đồng, so với trồng cây lúa thì giá trị hiệu quả thu được cao hơn gấp gần 10 lần. Qua thăm kiểm tra, lãnh đạo hội làm vườn tỉnh đánh giá cao mô hình, đồng thời chia sẻ gia đình cần tìm hiểu các loại dây để răng trong nhà lưới đúng với kỹ thuật, bền với thời gian, giá thành phù hợp với kinh tế của nông dân để có thể nhân rộng mô hình. Tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Su Phì vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại thôn Nà Hu, xã Thụ Nhân. Tại buổi tiếp xúc cử tri trên tinh thần tập trung dân chủ, cử tri thôn Nà Hu, xã Thụ Nhân đã có 13 lượt ý kiến kiến nghị về xây dựng lại cây cầu treo đã hư hỏng, tiếp tục đền bù cho người dân khi làm thủy điện, đường giao thông, đề nghị huyện hỗ trợ xi măng tu sửa các tuyến đường lên nhóm hộ. Bên cạnh đó, các bậc cử tri cũng mong muốn huyện hỗ trợ người dân trong việc điều chỉnh thông tin cư dân trên dữ liệu quốc gia khớp với thông tin của công dân. Trên cơ sở đó, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình và trả lời làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri ngay tại cuộc tiếp xúc. Những ý kiến khác sẽ được tổ đại biểu tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri tới. Ngày 1 tháng 8, lãnh đạo huyện Bắc Quang đã đối thoại với hộ dân về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, địa phận xã Hùng An. Qua nghe ý kiến của công dân và ý kiến giải đáp của các cơ quan chức năng huyện, xã, báo cáo của Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện, lãnh đạo huyện Bắc Quang nhấn mạnh việc tổ chức công tác đền bù đã được tính toán theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
đồng thời tiếp thu ý kiến của gia đình đối với số hạng mục còn thiếu và giao hội đồng bồi thường chủ trì phối hợp với Ủy ban dân xã Hùng An tiến hành kiểm tra, xác minh để tính toán lại. Tiến hành kiểm tra xác minh đối với tất cả các hộ gia đình được cấp đất tái định cư nhưng chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện có phương án giải quyết xong trước ngày 6 tháng 8 năm 2024. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.